Xin chào anh chị, bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số 5 mệnh dương lịch ngày mùng 10 tháng 12 năm 1984 âm lịch 18 tháng 11 năm giáp tý sinh vào giờ tị sinh giờ tị, giờ hợi thì thân cư phu thê à, năm xem 2022 năm nhâm dần 39 tuổi đang nằm trong đại vận ở cung điền trạch điền trạch từ 35 tới 44 tuổi đại vận này âm dương sáng à, nhưng mà hội không kiếp kỵ thêm nữa là mã ngũ hành thuộc mộc không hợp với mệnh kim à, hơn thế nữa tuy rằng là âm dương sáng nhưng mà âm ở đây miễu điện gặp tuần À, gặp tuần là nó giảm sức sáng rồi. À, thêm nữa thì à, giáp tý tuổi dương mệnh à, giáp tý tuổi dương sinh vào giờ ban ngày, thế nên tượng trong cái vận này kinh doanh buôn bán là nó rất bất lợi. làm ăn chuyên môn thì nó sẽ hợp lý hơn anh chị nhé. vật này vận này thì tình duyên gia đạo nó không được tốt cho lắm. thái âm nó chủ về gì? nó chủ về tài, nó chủ về phú, nó chủ về điền trạch, nó chủ về tình cảm, nó chủ về ăn chơi hưởng lạc. nhưng mà gặp cô quả không kiếp kỵ thì tình duyên gia đạo công danh tài lộc trong vận này là không ổn, là không ổn. rồi mệnh giáp tý tuổi dương 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 nam mệnh đóng tại cung âm như vậy là âm dương nghịch lý không đắc thiên không đắc địa không đắc nhân không được âm phù dương trợ nhưng đối với lá số này vẫn thành công thành danh thành đạt tại vì mệnh tài quan di rất là sáng chỉ có điều là độ số nó sẽ độ số cái cấp độ à, cái cấp độ cường độ nó sẽ không nhanh thôi còn lại là vẫn tốt anh chị nhé tiếp theo mệnh kim cục thổ cục mệnh tương sinh thiên di đắc thiên tướng thiên khôi thiên việt tam thai bát tọa xương khúc quang quý xương khúc quang quý giáp tả phủ bật giáp tả phủ bật thế nên là ra ngoài quý nhân trợ giúp phật độ chờ che ra ngoài là có uy quyền ra ngoài là có uy danh ra ngoài ra ngoài lại được mọi người nể vì đấy là tổ hợp cung thiên di của lá số này rồi thân cư thê làm gì thì làm cũng nghĩ đến gia đình nghĩ đến vợ nghĩ đến con và thân cư thê như thế này thì có thể kết hợp với hai vợ chồng thì có có thể kết hợp với nhau để làm ăn kinh doanh buôn bán được thân cư thê có sao linh tinh À, quan Lộc là có Liêm Trinh Tham Lang Tham với Linh thì nó hợp bộ hợp cách hợp cục. Rồi mời anh chị vào cung mệnh đi. À, mệnh đóng ở đất mùi, thế là thế tử phá cách cục là sát phá Liêm Tham hội tử Vũ tướng Đắc Khôi Việt Đắc Khoa Quyền Lộc Đắc Thai toạn như vậy là đắc cách. À, mệnh tử vi phá quân tử vi phá quân thì có thể là khai quốc công thần. Cái thế tử vi phá quân là có thể tìm ra một cái con đường mới, con đường riêng cho mình, bản thân mình Đấy là tử vi phá quân Cái năng lực hoạt động của tử vi phá quân thì nó vô cùng mạnh mẽ anh chị nha đấy, Tử vi là gì? Tử vi là đế tinh, tử vi là vua, tử vi là lãnh đạo Tử vi là gì? Cái năng lực uh, tốt nhất của tử vi là gì? Quản lý hành chính nhân sự, quản lý con người Và năng lực liên quan đến uh, kinh doanh buôn bán, bất động sản, đất đai, điền sản Nhưng lá số này kinh doanh điền sản thì thực sự là nó cũng có một chút rủi ro âm dương thì sáng âm dương thì miếu ấy đa điền nhưng mà gặp không kiếp kỵ mã nghịch hành thì nó hơi vất vả một chút mặc dù âm đi với lộc mã là đắc cách thái âm ở cung điền cũng rất đắc cách chỉ có điều hội không kiếp kỵ thì nó hơi, hơi hơi gian nan một chút thêm cô quả thì các các cái giao dịch buôn bán đất đai thì nó hơi chậm chế Đấy, nhưng mà giữ được đất đai tổ tiên lưu truyền cũng là cô thần quả tú rồi mệnh tử vi phá quân Đấy, phá quân là gì tử phá quân phá quân là quân nhân phá quân À, phá quân là quân nhân, phá quân quân đội, công an, cảnh sát lá số này làm được hết đấy cái thứ nhất. cái thứ hai những ngành nghề liên quan đến vất vả, gian nan, khổ sở, chịu áp lực, khó khăn, mệt mỏi là phá quân. ví dụ xây dựng cầu cống, giao thông đường xá, các thứ là phá quân vận chuyển logistics. À, nay đây mai đó cũng là phá quân. Với cái sức của phá quân thì có thể kiêm nhiệm nhiều ngành nhiều nghề cùng một lúc là phá quân. Nói thêm nữa tử vi là số làm lãnh đạo, số có uy quyền, số có người dưới trợ giúp, số có quân có quyền có người dưới trợ giúp đặc biệt đi với khoa quyền lộc là công danh tài lộc khoa bằng đầy đủ cả đi với khôi việt là số cận quan cận quý lá số này kết cục rất cao tử vi đi với khôi việt khôi việt thường là con trưởng nếu không phải là con trưởng thì sau này cũng thay trưởng lo toan các cái việc lớn trong gia đình trong công ty trong xã hội vân vân đấy là khôi việt khôi việt là đầu là vai tượng là lo toan tượng là gánh vác tượng là suy nghĩ đấy là khôi việt rồi thêm nữa hóa quyền hóa quyền là cái tôi cao cái tự ái nó lớn cái sự nỗ lực cái ý chí cái sự kiên trì nó rất là mạnh hỏa tinh thì nóng tính vội vàng hấp tấp thiên hình thì có cái độ nghiêm khắc độ kỷ luật thế nên tử vi phá quân đi với khôi việt quyền hỏa hình thì có thể làm quân đội công an cảnh sát là hoàn toàn hợp nhá thai phụ phong cáo chủ về bằng cấp sắc phong bố cáo làm đâu thì làm cũng được sắc phong bố cáo được uh, vinh thường được uh, khen thưởng vân vân tam tai bắt tọa tính tình hào hào sảng phóng khoáng rộng lượng phá quân cũng như vậy anh chị nhá lá số này tử vi phá quân mệnh là mệnh kim sẽ ăn vào tử vi nhiều hơn đấy, tấu thư khéo ăn khéo nói tinh tế tế nhị thiên quan long đức chủ về tốt tâm tốt tính hiền lành sống có tình, có nghĩa sống có trước có sau thiên tài mà đi với cái khoa quyền lộc như thế này là cũng là một tài năng này tiếp theo là gì đường phủ là nó chủ về phong độ đẹp trai dưỡng ở đây chăm chỉ chịu khó cần cù mà thành rồi đấy là tử vi phá quân tử vi thì hành chính nhân sự liên quan đến con người liên quan đến đất đai điền sản khoáng sản phá quân thì quân nhân quân đội công an cảnh sát rất thích hợp với những ngành nghề liên quan đến mở mang bờ cõi đây là tử vi phá quần năng lực của tử vi năng lực của tử vi là tốt nhất của năng lực cái cái năng lực tốt nhất của tử vi là liên quan đến con người quản lý con người giải quyết uh, mâu thuẫn xung đột đám đông à, ví dụ như tử vi là đế tinh mà kêu gọi này vận động đám đông này thuyết phục quần chúng này hòa giải đám đông này vân vân đấy là năng lực cốt lõi nhất của sao tử vi và tử vi là đế tinh thì sẽ có một cái giấc mộng đế vương tức là hoài bão cái chí hướng nó bay cao bay xa còn hóa quyền thì với hỏa tinh đi với thiên hình nhiều khi hơi vội vàng hấp tấp, làm cái gì thì làm, muốn là phải được ngay, đấy chính là hóa quyền. Đấy cũng là cái ý chí, cái cái sự nỗ lực, cái sự nghị lực nó hơn người khác ở cái hóa quyền. Chỉ có điều là đi với con hỏa tinh thì cần kiểm chế lại một chút thì nó sẽ tốt hơn. Nóng này, vội vàng, hấp tấp, hỏa tinh liên quan đến khoa học công nghệ, liên quan đến điện, nhiệt, lửa, ánh sáng, những ngành nghề liên quan đến năng lượng, đấy là cái sao hỏa tinh. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung quan lộc đi, quan lộc liêm trinh tham lang, liêm trinh tham lang liêm trinh tham lang thì là hai cái đảo hoa tình liêm trinh tham lang thì có thể kinh doanh buôn bán những ngành nghề liên quan ăn uống vui chơi giải trí nhà hàng khách sạn quán bar du lịch đấy là liêm trinh tham lang liêm trinh thì quân đội công an cảnh sát được là liêm trinh liêm trinh liên quan đến kiến trúc mỹ thuật thẩm mỹ là sao liêm trinh tại vì nó là sao có đảo hoa đấy, điện nhiệt lửa ánh sáng năng lượng cũng là cái sao liêm trinh kiến trúc mỹ thuật hội họa cũng là cái sao liêm trinh rồi tiếp theo tham lang tham lang thì tính bẩm thung dung say miền cái đẹp rượu nồng mới ngon đấy nhà hàng quán bar khách sạn nước giải khát vân vân là cái sao tham lang tâm linh khoa học huyền bí một chút cũng là cái sao tham lang tham vọng lớn là cũng sao tham lang mệnh lại có hóa quyền sự nỗ lực ý chí nghị lực nó cao liêm trinh cạnh tranh tranh đấu đấu đá được liêm trinh à, miệng rộng của cao tính hay tranh cạnh làm sao hơn người mệnh lại có hóa quyền thế nên là số này trong công việc là cạnh tranh đấu đá được à, hóa lộc liên quan đến tài chính kinh tế kế toán ngân hàng bất động sản đất đai điền trạch kinh doanh buôn bán được là hóa lộc cung quan lộc này đắc cách minh lộc ám lộc à, hóa lộc lộc tồn nhị hợp của cung tật ách tham lang đi với song hao thì hay vị chi tiêu tiền bạc các thứ trong các khoản ngại giao buôn bán tham lang đi với diêu thì trong công việc là hay phải ăn uống hay phải ngồi bàn nhậu các thứ lại tham lang tính bẩm trung dung mà say miền cái đẹp rượu nồng mới ngon đấy y diêu lông lá sắc dục đại tiểu hao là hao tài tuấn quả thái phụ phong cáo cung quan là tốt này lâm quan cũng rất vượng về mặt à, vượng về mặt công danh tài lộc cung quan lộc cũng đắc khoa quyền lộc thêm nữa đắc tham hỏa linh có thể kinh doanh buôn bán mà nên giàu nhưng cái vận 35 đến vận 44 thì không nên âm dương tuy sáng nhưng mà thái âm ngộ tuần rồi cái thứ hai là gặp không kiếp kỵ cái thứ ba là mã nghịch hành hơn thế nữa thì tuổi dương sinh vào giờ ban ngày thì nó không ứng hợp với sao thái âm quá nhiều thế nên nó có làm gì thì làm sang vận 44 thì làm nó sẽ tốt hơn đó là vận khoa quyền lộc đi với thai tọa rất là đẹp hơn thế nữa là có tham đi với hỏa linh đó là vận 44 nhá vận 45 45 đến 54 xin nói chị 45 đến 54 nó sẽ đẹp hơn ngoại quan lộc liêm trinh tam lang hai tù tinh làm với quân đội công an cảnh sát được À, hai tù tinh ở đây mà là gặp tuần triệt là phản hữu kỳ công đấy hai tù tinh liêm tham tị hợi ngộ khoa tuần phản hữu kỳ công à, ngộ tuần triệt phản hữu kỳ công tức là liêm tinh liêm trinh tham lang ở, ở tị ở hợi mà gặp tuần gặp triệt là đắc cách à, cung quan lộc tốt này cung tài bạch tài bạch vũ khúc thất sát à, thất sát thì sao thất sát đi quỳnh dương hợp những ngành nghề liên quan đến kim loại thất sát là sát khí kim loại rồi cơ khí dao kim, kim loại vân vân quân đội công an cảnh sát cũng chính là những ngành nghề như thế hoặc là làm bác sĩ liên quan đến cầm dao cầm kéo mổ xẻ vân vân đấy sát đi với kình thất sát đi với kình dương thì làm ăn là liều liều lĩnh tao bạo à, tiếp theo vũ khúc vũ khúc là gì vũ khúc liên quan tài chính kế toán ngân hàng bất động sản điền sản khoáng sản đất đai bảo hiểm chứng khoán vân vân là cái sao vũ khúc cái sao này chủ về tiền tài tài bạch mà có sao vũ khúc mệnh là mệnh kim thì ăn nguyên cái sao vũ khúc này vào mệnh có hóa quyền đi với tử vi à, tài bạch có sao vũ khúc thì rất năng động trong công việc à, rất máu kiếm tiền đấy vũ khúc đi với thất sát hóa khoa thì kiếm tiền bằng trí thức bằng trí tuệ à, bằng học vấn chứ không phải là làm quá liều nha anh chị nha sát đi với khoa sát đi với khoa sát là chỉ, chỉ cái sự dũng mãnh cái sự liều lĩnh còn hóa khoa là kiến thức trí tuệ sự lịch lãm sự uyên bác hồng loan thì chủ về sự chăm chỉ chịu khó tử ở đây chủ về có nguồn tiền tài giấu kín này thêm nữa cung tài bạch này gì có đào hồng hỉ đây hồng loan ở đây đào hồng hỉ ở đây lại hội với liêm tham kinh doanh nhà hàng quán ba, nước giải khát là cũng được vũ trường là cũng hay đấy là cung tài bạch này mệnh cách này là mệnh cách cao đảm nhiệm những cái công việc đó được có hỏa có kình có đà à, quan lộc lại có liêm tham kinh doanh những khoản liên quan mà trái xã hội là cũng được rồi tiếp theo mời anh chị của cung phúc đức đi đây phúc đức cung là thiên phủ gặp triệt thiên phủ là gì thiên phủ tượng là xuất thân trong họ giàu sang phú quý nhưng phủ gặp triệt thì rủi ro rủi à, ro nhiều người có thể kinh doanh buôn bán dễ đổ bể vỡ nợ phá sản đấy phủ gặp triệt và khi phủ mà gặp triệt thì phủ là cái sao chủ về tiền bạc chủ về đất đai khoáng sản tiền sản thế nên phủ mà gặp triệt thì tượng là không được may mắn về của tiền tức là số là tự thân lập thân tự thân làm nên không trông chờ vào may mắn đấy xương khúc thì xuất thân cho con nhà có học có hành à, tiếp theo đào hồng hỉ trong nhà lắm người nhiều tài nghệ trong dòng họ xuất ra nhiều người đào hoa kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc ân quang thiên quý là mồ mả rất là tốt này thì thần trong dòng họ nhiều niềm vui này lưu hà ở đây chủ về nhiều người ăn nói giỏi lưu hà đi với sương khúc thì nói rất giỏi đấy, sương khúc đi với khoa đi với quang quý là dòng họ ân điển sắc phong của nhà nước hoặc là làm ở đâu thì làm cũng sẽ được những cái sự khen thưởng nhất định đấy, thiên phúc thiên đức thiên phúc chủ về thiên quan thiên phúc chủ về mùa mả cát lành tiếp theo thiên đức phúc đức chủ về của phúc của đức đấy, đây cũng phúc đức thiên phủ, thiên phủ hơi tiếc là phủ nó gặp triệt thôi phủ gặp triệt thì không trông chờ may mắn tự thân lập thân tự tay làm nên đấy là phủ gặp triệt Tiếp theo cung Thiên Di, là Thiên Tướng, Thiên Tướng thì hay rồi. Thiên Tướng thì ra ngoài trí tuệ, Thiên Tướng ra ngoài hào sản, Thiên Tướng ra ngoài anh hùng. Thiên Tướng thì Thiên Tướng ra ngoài thì đứng trên người khác, Thiên Tướng ra ngoài thì có uy quyền. Thiên Tướng ra ngoài thì có người nể, có người sợ đấy sau Thiên Tướng, tướng gọi khi là ấn chủ về công danh, ra ngoài có chức vị, có công danh có quyền hành được nhiều người nể vì. Khôi Việt là tượng có quý nhân trợ giúp, Khôi Việt khi đi ra ngoài thường là người đứng đầu mệnh cách tử vi phá quân đi với Việt quyền cũng là người đứng đầu đi ra ngoài tướng đi khôi Việt lại càng chắc chắn hơn à, thêm nữa Đà La lắm kẻ ghen năng tức ở trong gậy bánh xe là cái sau Đà La thiếu Dương Thiên Không chủ về ra ngoài khôn ngoan thông minh thao vắt nhanh nhẹn thêm nữa cung Thiên Di có tả phú với bật tả phú bật là số có quý nhân trợ giúp giáp lộc giáp mã là hay được đi hay được đi lại hay được đi du lịch à, đi khám phá này đây mai đó mà phá quân thì cũng hay được đi thật tiếp theo mà nó rất hợp với hay đi là sẽ hợp với phá quân hợp với tổ hợp thiên mã tiếp theo có xương khúc quang quý nói chung là cung thiên di rất tốt nhá khôi việt xương khúc rồi là quang quý rồi là giáp tả giáp hữu cung thiên di đã cách tướng có tả hữu là đã, đã cách này tiếp theo là cung thê đây thê thê là gì thê vô chính diệu thì vợ khôn ngoan thông minh tháo vát nhanh nhẹn xương khúc thì thường thường mặt mặt mũi các thứ hình thức là ưa nhìn ân quang thiên quý là vợ chồng yêu thương nhau ân tình nghĩa nặng trọng tình trọng nghĩa văn tinh chủ về thông minh tinh ý nhanh nhẹn tháo vát thiên chủ về có lộc ăn lộc đẻ Thiên Thọ tượng là cái sự thọ hưởng, tức là có một chút hạnh phúc, có hạnh phúc về mặt tình duyên. Nguyệt Đức là vợ hiền lành, đảm đang, tháo vát. Rồi tiếp theo là gì? À, có đại tiểu hao vợ chi tiêu phóng khoáng, kiếp sát thì phá toái nhiều lúc cũng khá là đánh đá. Có cái sao linh tinh ở đây thi thoảng nóng tính một chút nhưng mà vợ chồng bảo ban được nhau. Mệnh cách này là mệnh cách cao hơn thế nữa thì thân cư thê làm gì thì làm nghĩ đến vợ. Đấy, vợ có xương khúc này có đào hoa này có liêm tham đi có hóa lộc nói chung là ngoại hình sẽ ưa nhìn liêm tham chủ về khéo ăn khéo ở khéo giao tiếp khéo giao tế đấy là cái sao liêm tham đi vào hóa lộc là tinh tế chủ về tinh tế đó là cung thê này này tiếp theo thê rồi đến tử tức này tử tức cung là thái dương là tứ linh là gì là địa kiếp là hóa kỵ đầu tiên nói về kiếp kỵ kiếp kỵ là có hiện tượng mất mát mất khi sinh mất khi nuôi dưỡng sẽ có lần mất nếu sinh nhiều cái thứ hai sau này là phải giáo dục con cái cẩn thận đấy đó chính là địa kiếp tiếp theo là gì có thái dương là nó chủ về ông chủ về cha chủ về những người đàn ông mà thái dương chủ về con trai thế ở cung thìn tức là con nếu mà sinh nhiều là con trai nhiều hơn con gái tiếp theo vì thái dương nó chủ về ông chủ về cha chủ về những người đàn ông thế nên lá số này là khác con trai không hợp với con trai à, bé thì có thể nó chưa hiện ra nhưng càng lớn nó sẽ càng à, hiện ra những cái đặc tính nó không không hợp với cha cho lắm thứ nhất là thái dương thái dương là chủ về ông chủ về cha cái thứ hai nó gặp kiếp kỵ là không hợp nữa. nhẹ nhất là khẩu thiệt thị phi hóa kỵ à, cái thêm nữa là gì thêm nữa lá số này là tuổi mệnh là mệnh kim mà thái dương ngũ hành thuộc hỏa hỏa khắc kim con cái mà có thanh long hóa kỵ thì đẹp trai khôi ngô tuấn tú học hành thông tuệ giỏi giang thái dương trí tuệ thái dương khôn ngoan thông minh thái dương tính khí thực khôn thanh kỳ và cái nhất tư lương khác thường là cái sao thái dương chủ quan chủ quý nhưng gặp hóa kỵ đi với địa kiếp thì sau này được công danh tài lộc hơi trái ngang người ta gọi là có thể là học tài thi phận còn học tài thi phận công danh đến đâu thì phải cụ thể là số tử vi của con cái tuy rằng có con hóa kỵ nhưng mà lại gặp con thanh long như vậy rồng ẩn trong mây thế nên là cái cát hung, cái công danh nó rất là biến hóa đa đoan rồi tiếp theo hoa cái cốt cách cao sang quyền quý tứ linh ở đây tứ linh ở đây là công danh tài lộc tốt nhưng gặp con hóa kỵ sẽ có sự ngang trái xích mộ vượng nó chủ về đông đinh đa đinh vượng nhân đinh nếu mà sinh nhiều đấy, có phục binh có đế vượng có hữu bật thì nguy cơ nhẹ có con dị bảo nguy cơ nhẹ thôi đó là cung tử tức này thái dương cơ bản không hợp ông không hợp cha ở xa nhau ra nó sẽ tốt hơn nhé đây là Thái Dương, con cái thì chính trực đứng đắn là Hoàng Thanh Long thì người đẹp này. Cốt cách này, mặt mũi rất là sáng, rất là đẹp đấy sao Thanh Long, rồng xanh. Long đi với kỵ là rồng rồng bơi trong biển lớn. Tiếp theo mời anh chị vào cung nô bọc. Ai à, nô bọc có cự môn thì sao? Cự môn là bất mãn, cự môn là không hài lòng, cự môn là tranh chấp, cự môn là khẩu thiệt thị phi, đặc biệt đi với cự kỵ không kiếp và phục binh thì lắm kẻ là gài mình, lắm kẻ là bẫy mình, lắm kẻ là lừa mình, lắm kẻ là luôn luôn rình dập mình định chơi xấu mình. Đó, Tiếp theo hữu bật là đông bạn đông bè này, sinh mộ vượng chủ về đông bạn đông bè. Tiếp theo thái tuế bạn bè nhiều người là rất chính trực đứng đắn đàng hoàng nhưng mà có phục cự môn, phục binh, hóa kỵ, không kiếp thì lắm kẻ rất chơi xấu. Ghen ăn tức ở với những cái vị trí, cái công danh, cái tài lộc với cái cuộc sống của mình. Cự môn là sinh ra nói xấu, khắc khẩu thị phi. cự môn hóa kỵ. Cự môn hóa kỵ sánh đôi tâm tính bồi hồi chẳng khi nào yên. nó vào cung mệnh là hay lo hay suy nghĩ. Như này như nọ nó vào cung nô bậc là vì bạn bè hay nói này nói nọ mà bản thân mình cũng phải động tâm. Được cái mệnh cách này là mệnh cách cao, mệnh cách là tử vi khôi việt khoa quyền lộc, mệnh cách cao thế nên là cái đối tượng nô bộc này không làm gì được nhá. Đấy là cự môn. Tiếp theo cung phụ mẫu này, đây phụ mẫu là cái gì? Vô chính diệu gặp triệt thì bố mẹ khôn ngoan sắc sảo thông minh tháo vát nhanh nhẹn. Có bạch hổ tang môn thì nói chung là nam nhân tang hổ hữu tài, yên bác bố mẹ là có tài. Bạch hổ phi liêm đi là tượng như là hổ mọc cánh. Ấy dịch ra là đi nước ngoài như đi chợ đấy là hổ đi phi phi liềm mà. phi tiếp theo là gì sinh mộ vượng chàng sinh đế vượng bố mẹ tốt tâm tốt tính sống có tình nghĩa sống có trước có sau tiếp theo chàng sinh mà đi với thiên mã ở cái cung tật ách đối diện về thì thường thường là không gần bố không gần mẹ có sao triệt đã không gần bố không gần mẹ rồi thêm nữa có chàng sinh thiên mã chủ về bố mẹ không ở gần mình đấy, bố mẹ mà có cự môn thái dương thái dương sáng chiếu vô chính diệu thì bố mẹ khôn ngoan thông minh thông minh nha trí tuệ tài ba Tạp phú bật là đa tài, đa di năng Lộc tồn thiên mã, kinh doanh buôn bán mà nên giàu Phụ mẫu vô chính diệu, cung tật ách Có đồng lương thì chủ về bố mẹ hiền lành Thiện lương, thiện tính, có phúc, có đức Đồng lương hai đại phúc tinh Đồng lương tối hỉ dần thân mà khi xưa bạch thủ mà nay sang giàu Đại phúc, đại quý, đấy chính là cung phụ mẫu này còn thì đại phúc đại quý đến đâu thì phải xem cụ thể là số bố mẹ thôi còn cơ bản là cự nhật sáng chiếu tứ linh sinh mộ vượng tả hữu lộc mã như thế này là cung phụ mẫu là quá đẹp rồi chỉ có điều là không ở gần thôi một là do triệt triệt là ngăn cách triệt là cản trở triệt là chia ly triệt là xa cách Đấy, tiếp theo có lộc mã nó chủ về dịch mã nó bị chuyển động nó chủ về xa rời tả phú bật thì đa tài đa di năng rồi Đấy, thái dương thái dương là mặt trăng mặt trời Thái Dương là mặt trời, mặt trời thì chiếu sáng khắp bốn phương. Mà thêm lộc mã thì có thể di cư định cư ở xa, xa quê nhà, xa hơn nữa thì có thể ở nước ngoài, vân vân. cùng phụ mẫu tiếp theo phụ mẫu rồi gì, bố mẹ rồi đến anh em đi. Huynh đệ mà có thiên cơ, thiên cơ thì nói chủ về con anh em trai. Mà cơ ở cung ngọ chủ về anh em rất chất trí tuệ. Đó có địa không ở đây thì nói chung là không hợp nhau. Nói chung là cơ bản là không hợp nhau. Chỉ có, chỉ có điều là số này mệnh cách là có phá quân đi với khôi việt quyền thì phá quân với địa không nó hợp bộ hợp cách thế nên là tuy có không hợp nhưng mà anh vẫn làm chủ được tình hình Đấy, phá quân thì hợp địa không địa kiếp thất sát thì hợp kình đà tham, tham lang thì hợp hỏa linh Đấy, thai phục vượng tướng thì nguy cơ có anh em dị bảo thai phục vượng tướng đi với tả phụ vật nguy cơ của anh em dị bảo cơ đi với khốc hưu thì anh em rất rất trí tuệ khả năng ăn nói tốt khả năng vùng biển tốt thêm cái sao tuế phá ở đây nó chủ về cái sự ngang bướng Đấy, nói mà đằng làm một nẻo tướng quân chủ về năng động nhanh nhẹn tháo vát Đấy, cách cục của cung huynh đệ là cơ nguyệt đồng lương sáng nó chủ về trí tuệ thêm nữa có lộc mã tả hữu nó chủ về đa tài đa di năng đó là cung huynh đệ này thiên cơ tiếp theo cung tật ách tật ách mà cô cô thần quả tú đi với sao bệnh thì có cái bệnh nho nhỏ lâu ngày nó không khỏi nó cứ dai dẳng thôi Đấy, nó dai dẳng nó nho nhỏ thôi tang môn bạch khổ nó chủ về gân cốt hơi yếu đồng lương nó chủ về dạ dày tiêu hóa đại tràng là không không được tốt không được tốt lắm cũng quan lộc của tham lang đi song hao song hao chủ về khả năng à, khả năng ăn nhậu nhiều thì nó sinh ra thế thôi tiếp theo là gì lộc tồn như bác sĩ giải hung giải tai giải bệnh tốt à, thiên đồng thiên lương là hai đại phúc tinh đóng một cung tật ách là giải tai giải hung giải bệnh tốt thiên mã ở đây chủ về tay chân dễ có bị tật dễ bị tì vết thời bé do nô nghịch nhiều cái, cái mệnh cách sát phá liêm tham thì nói chung là cái bộ này nó thuộc cái bộ thực tế thực chiến hành động đấy, Lý thuyết vừa phải Vừa lý thuyết vừa thực hành Chứ không phải là nghiên cứu nhiều Thế nên thời bé thường cái bộ này là khá là nghịch ngợm đấy Tiếp theo mấy anh chị cũng cung điền trạch đi Điền trạch có thái âm đấy, Thái âm đây miếu địa âm dương miếu ấy đa điền Tức là âm dương mà miếu thì nó chủ về có nhiều đất đai Nhiều điền sản Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai cái thứ hai là mệnh tài quan nó phải sáng thì nó cũng chủ về đã có nhiều đất đai điền sản thực ra là lá, lá số này cung điền trạch nó không quá vượng âm dương tuy rằng sáng nhưng mà nó lại gặp cô quả là một gặp gì gặp địa không địa kiếp là hai như vậy rủi ro về tranh chấp đất đai thị phi về mặt đất đai các thứ thế nên giao dịch buôn bán các thứ nó cẩn thận một chút là được còn cơ bản mệnh tài quan uh, mệnh tài quan di rất sáng thế nên cung điền nó tuy nó có không quá vượng thì nó vẫn tốt anh chị nhá thái âm đi video khách thì nhà hay có những cái cuộc vui chơi cuộc ăn uống vân vân văn văn hóa nghệ thuật thi thơ ca nhạc họa ăn uống âm đi với lộc mã thì có thể kinh doanh buôn bán đất đai được nhưng mà gặp không kiếp kỵ thì rủi ro bị lừa khá là cao nên cẩn thận một chút thái âm hơn thế nữa lá số này là tuổi dương sinh vào giờ ban ngày thì nó không ứng hợp cái sao thái âm quá nhiều thái âm thì thường nhà rất là đẹp thêm nữa là cái gì có không kiếp kỵ thì nhà hay bị trộm cướp giành ngõ dòm ngó hay bị thị phi cô tần quả tú thì giữ được đất tai tổ tiên ông bà lưu truyền à, quốc ấn thì nhà thường gần cơ quan chính quyền phượng các giải thần nhà rất đẹp thái âm thì vì điếu khách điếu khách cờ bạc xong chơi xa gần ở vào cung điền trạch tức là hay xảy ra những cái vụ liên hoan thái âm thuộc thủy thực là văn chương và cũng nguyệt hoa phong tình mà à, ăn uống vui chơi giải trí thêm cái sao điếu khách là hay xảy ra những cuộc nhậu đó là cung điển trạch này Tiếp theo thì mời anh chị vào các đại vận của lá số đi Đại vận đầu tiên anh chị nha Nói về sức khỏe Sức khỏe gì có hình kình đà Mà cung tật ách lại có thiên mã Như vậy chủ về tổn thương về chân tay Thêm nữa có thiên khôi thiên việt Việt là cái vai Như vậy là chân tay và vai dễ bị thương trong cái đại vận đầu à, Nhưng mà được cái không vấn đề gì cả Vận suy hạn nhược chẳng lành Được sao tử đóng bên mình giải hung Hạn mà có tử vi thì cứ yên tâm Gặp hung họa, hung nguy hiểm, tai nạn Các thứ là vượt qua được hết thêm nữa nếu mà nói về chuyện học hành đại vận đầu tiên cực kỳ tốt luôn Đấy, cực kỳ tốt luôn từ năm tới 14 tuổi nha khôi việt đi với thai tọa đi với thai phụ phong cáo đi với khoa quyền lộc mà rất là đẹp tiếp theo đại vận thứ hai 15 đến 24 đại vận này là gì sinh mộ vượng là tốt tứ linh là hai tả phú bật đi với lộc mã là tốt chỉ có điều là thái dương đi với hoa kỵ thái dương nó chủ quan chủ quý Đấy, thời tuổi trẻ nó chủ về học hành thái dương đi với ngộ hóa kỵ thì có cái gì đó nó không được như ý Đấy, trong cái chuyện học hành thế thôi tiếp theo cái đại vận này chủ về cha, đấy, cha nguy cơ có gặp các cái hung tai, nguy hiểm gì đó, đấy là thái dương nó chủ về ông, chủ về cha, hoặc là ông, hoặc là cha, hoặc là những người đàn ông trong nhà. dương đi với kiếp kỵ, đại vận này thì có đồng lương, có tả hữu, có tứ linh, có sinh mộ vượng, thế nên là nó chung cơ bản nó vẫn tốt, chỉ có điều những người đàn ông trong nhà dễ gặp một cái nguy hiểm gì đó, ví dụ như hóa kỵ là họa sông nước, còn địa kiếp thì nói chung là mọi rủi ro có thể xảy ra tiếp theo đại vận 25 đến 34 mới ra đời làm việc đây có xương khúc có quang quý à, xương khúc quang quý hóa khoa như vậy đại vận này chỉ có lợi danh chứ không lợi tài tại vì sao tại vì nó ân quang thiên quý là ân điển sắc phong xương khúc cũng là công danh khoa bảng lại có văn tinh lại có gì thiên tướng sáng gặp thiên khôi gặp hóa khoa toàn những sao chủ về công danh khoa bảng thôi tướng hóa khí ấn chủ về công danh khôi việt là công danh hóa khoa là công danh khoa bảng à, đại vận thiên phủ vận thiên phủ là tài tinh nhưng mà phủ lại gặp triệt phủ mà gặp triệt là kho lộ là kho trống rỗng đại vận này như danh nhiều hơn tài à, danh thì lớn nhưng mà tài thì ít tiền thì ít đại vận 35 nhé thái âm đi với lộc mã đúng là có thể kinh doanh buôn bán mà nên giàu thật nhưng mã đây là mã nghịch hành là một này. cái thứ hai đại vận này không kiếp kỵ không kiếp kỵ cô quả thì cái chuyên kinh doanh buôn bán nó chưa vượng thế nên là cái đại vận này kinh doanh buôn bán hết sức cẩn thận bình thường thái âm thái âm là cái đại vận chủ về tiền bạc chủ về đất đai chủ về ăn chơi à, giải trí hưởng thụ Đấy, thái âm mà nó phải có tiền nó mới ăn chơi giải trí hưởng thụ được nhưng mà âm ở đây gặp tuần là nó kém sáng rồi cái thứ hai là à, tuổi dương sinh vào giờ ban ngày cái thứ ba là quan trọng nhất là cái thứ ba là gặp không kiếp kỵ không kiếp kỵ cái đại tiếp theo cái đại vận này là tình duyên gia đạo nó hơi lục đục một chút này thái âm nó chủ về tình duyên gia đạo tình cảm nhục dục gặp không kiếp kỵ là có sự lục đục rồi gặp cô quả là ở gần nhau nhiều khi là cũng không không thấy vui vẻ Đấy, cô quả tăng môn Tiếp theo đại vận 45 là cái đại vận rất tốt của lá số này này, Liêm Tham đi với khoa quyền lộc đi với thai tọa, hội hỏa, hội linh, à, hội song hao nhưng mà có tiền thì nên quản lý tiền cẩn thận một chút, còn đại vận này rất tốt nhé. Liêm Tham, sát phá Liêm Tham đi với khoa quyền lộc, à, đi với hỏa linh, tham hỏa, tham hỏa. Tiếp theo đại vận này là minh lộc, ám lộc, hóa lộc nhị hợp với lục tồn. Đại vận này nói chung là rất là cát, chỉ có điều Tham đi với song hao thì quản lý tiền tài nó cẩn thận một chút rồi Tham lang mà ngộ song hao cầm vàng nhị đói lệ nhỏ mới ngăn. Ở đây tức là chi tiêu quá đà tham lộc đi song hao còn đại vận này đại vận tốt tiếp theo đại vận 55 lại đầy giấy rủi ro sinh mộ vượng tốt tứ linh thì hay hữu vật thì quý nhân trợ giúp nhưng mà có cự môn phục binh hóa kỵ là ba cái điểm xấu thêm nữa có không kiếp là độ rủi ro nó rất cao nên hết sức cẩn thận trong cái đại vận 55 đến 65 55 đến 64 cái đại vận này thứ nhất là tuổi tác cao cái thứ hai là độ rủi ro nó lớn đại vận này làm chuyên môn thì đỉnh cao còn đi kinh doanh buôn bán thì nó không hợp cách hợp bộ cho lắm cự môn nó không phải là sao kinh doanh thêm nữa có cự kỵ thì cẩn thận rủi ro tai nạn sông nước xe cộ ảo hồ vân vân gặp không kiếp nữa dễ thất bại nhé hạn không hạn không kiếp đái ấn triệt hồi đấy tiếp theo đại vận 65 65 nó chỉ lợi danh thôi chứ không lợi tài đâu thiên tướng đi với khôi việt giáp tả phủ bật đại vận này là đại vận có đào hoa đấy, đào hoa sẽ có thiên không mà có thiên không thì rủi ro rất cao đại vận này là thứ nhất là có đà la này cái thứ hai là có hỏa linh thiên hình này có ân quang thiên quý đi với tướng đi với khôi việt quyền đúng là chỉ lợi danh chứ không lợi tài Đấy, thế nên đại vận này cái thiên tướng nó cũng không hợp kinh doanh cho lắm Đấy, kinh doanh buôn bán đại vận 45 đến 54 là hợp lý nhất này còn lại các đại vận sau này nói chung là nói chung là cần sự an toàn tiếp đến năm 2022 cũng như năm 2023 của lá số này 2022 39 tuổi đây cái gốc của cái gốc của đại vận này cái gốc của năm 39 tuổi đang nằm trong đại vận từ 35 đến 44 là rủi ro này thêm nữa 39 tuổi nó vào cái cung gì vào cung thê 39 tuổi lưu niên vào cung thê có xương khúc đi quang quý đi về song hao đi với liêm tham gặp quá lộc gặp linh tinh nói chung là áp lực mệt mỏi khó khăn hao tài tốn của không lợi danh không lợi tài chỉ lợi danh thôi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai 39 tuổi là tiểu hạn vào năm dần có gì có cự môn phục binh hóa kỵ không kiếp như vậy dễ bị lừa gạt dễ bị uh, lừa đảo dễ bị mang tai tiếng thị phi tiếp theo lưu tang lưu hổ lưu khốc lưu hư toàn thấy cái chuyện buồn phiền nó chiếu vào người đó như vậy là năm nay nó không lợi không lợi tài không lợi tài nói chung là danh không lợi tài không lợi danh không lợi đấy là năm 39 tuổi thêm nữa thì uh, năm nhâm thiên uh, nhâm lối ăn từ hóa là lương tử phụ lương tử tả vũ như vậy vũ khúc gặp hóa kỵ mà lại vào cung tài bạch như vậy đầu tư kinh doanh buôn bán là dễ gặp cái sự sai lầm dễ dẫn đến thất thoát tiền bạc đấy tượng thứ nhất thêm tiếp theo năm 40 tuổi năm bốn tuổi năm bốn tuổi nha thai phục của tướng gặp địa không nói chung là cẩn thận bị lừa tình đấy cái thứ nhất cái thứ hai 40 tuổi thiết cơ gặp địa không thì cái việc tính toán các thứ là dễ gặp sai lầm đấy là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ ba là tiểu hạn năm mão và tướng đi với khôi việt đà la thiên không như vậy năm năm bốn tuổi là tính toán nói chung là dễ không thành công đấy, đầu tư kinh doanh buôn bán vẫn dễ thua lỗ thất bại rồi thêm nữa năm sau là năm quý mão À, lối an tư hóa của thiên can quý là gì là phá cự âm tham à, tham lang thì gặp tham lang gặp hóa kỵ năm sau nhé tham lang gặp hóa kỵ tham lang gặp hóa kỵ như vậy tham lang là chủ về tình duyên tình ái mà năm sau lại có bộ cách thai phục vượng tướng như vậy là năm sau tình duyên tình ái hết sức cẩn thận không lại dễ vướng vào tranh chấp thị phi tiếp theo quan lộc năm sau có con hóa kỵ thì nói chung là hay bị vướng vào tranh chấp thị phi à, hóa kỵ mà đi với hóa lộc thì một là liên quan đến tài lộc tiền tài cái thứ hai liên quan đến tình duyên tình ái tình cảm Thế nên năm sau hết sức cẩn thận vấn đề đấy. Cơ bản năm 39, 40 tuổi đều là những cái năm không tốt cả. Đó, rồi mỗi năm chúng ta sẽ xem một lần. Và xem vận hạn của năm thì tôi sẽ xem tổng quan. Cái thứ nhất là tổng quan năm. Cái thứ hai là xem chi tiết 12 tháng nhé. Rồi, xin chào các anh chị ạ.